Năm ơi, ông có thể dịch được mấy chữ này không Năm? Không được, không biết. À, đây là cái đợi không đi rồi. Và sau lưng là cái nơi ăn ngủ, ăn nghỉ đó. Ăn nghỉ có không được xây mà. Chưa gõ năm sinh năm ấp. Ông bà chủ sinh năm 1000 à. Chưa, người ta cũng chưa xác định được rằng là cái dinh thự này xây khoảng trong thời gian bao lâu. Nhưng mà vào dinh thự này thì chúng ta có thể thấy một cái kiến trúc ba gian. Đó, đây là một trước nè. Thưa cô bác quý anh chị, sau khi khám phá ngôi nhà cổ cũng như là thăm viếng ngôi mộ của ông bà và nơi an nghỉ của ông bà, thì hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị xem về nơi thờ tự của chú Năm là chủ ngôi nhà này, một cái kiến trúc cực kỳ độc đáo. Và thứ hai là thăm về cái ngôi chùa mà cắt được tại đây, ngôi chùa tại gia mà hàng ngày bà thắp hương tụng kinh cũng như là cúng chùa ngay tại nhà luôn. Và cái kiến trúc độc đáo đó như thế nào thì không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là theo chú Năm để có thể tham quan ngôi nhà tổ của chú cũng như là ngôi chùa để thưởng thức về cái kiến trúc độc đáo cũng như là phong cách của ngày xưa. Mình đến đây với mục đích duy nhất là vậy thôi. Cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để vào nhà chú Năm nha. Đây là cái hệ thống nhà bếp của ông bà. Ở đây là nhà bếp. Dạ. Ở. Cái trụ này là cái ngày xưa giờ luôn. Cái trụ của ông, cái này tôi mới xây lại làm bằng thợ riêng. À. Đây là thấy cái hệ thống đi xuống nè. Ờ. Trời, cái trụ kìa. À, hồi xưa ngộ. Cứ ngồi mỗi trụ nó bỗng mà. Trụ bỗng không á. Đó, dạ. Bỗng xong đó, trụ bỗng tôi trồng cây đó. Ôi. Ở tôi mới ngặt cái cột bự đó, mà bỗng. Dạ. Kỹ sư đó làm bỗng. Này kỹ sư con nghe đồn nó là kỹ sư Nhật. Ở Pháp. Pháp đúng rồi. Pháp về. Pháp về. Đây là hoàn toàn là bắt làm rồi cất cái nhà xong rồi á, rồi chỉnh nó trở dưới cho các bạn. Nó kỷ niệm cái bàn đó tới giờ luôn đó. Trời ơi, cái bàn cổ luôn hả bác? Ờ, bàn cổ á, bàn nói giờ đó. Nhưng mà vô sợ anh la không? Không, đi qua đi. Hôm trước tôi tiếp nhỏ cả ngày mà nó vô trong nhà nó quay nữa. Đây là hai cái tấm liễn nè. Tấm liễn rồi quê hơn xứ sở qua ông mà đó. Bác dịch được không? Hả? Bác dịch ra được không bữa nào? Tôi đó là ở tỉnh. Tôi không biết chữ nhưng là quê hơn ở Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên. Quê hương của ông ở Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên. Tứ Xuyên. À, ông bà là người Hoa. Người Hoa. Ồ. Còn bà ở đâu? Bà ở đây. Bơi bà đây. Bà đây, còn ông thì ở Trung Quốc. Ông ở Trung Quốc. À, cái bàn cổ ngày xưa của ông đó ha. Ờ. Nào? Bàn đá mài ngày xưa ha. Đá mài xưa rồi. Ồ, dùng cái ghế kìa. Kiểu này đâu ai có. Dạ. Nhiều người lại coi ốc nhỏ ở cái bình xuống đi nó quay nó nói kiểu này không có. Bàn đá. Đá đục ha trơn nè. Ừ. Ôi ôi trời. Đá mài. Nhìn nhà của bác Năm là hai miếng này là cổ kính. Cái này bằng gì bác bằng nè? Dừa. Cái dừa bánh hả? Ừ. Và cái trăm năm đó. Hai miếng liễn là bằng cái dừa. Dừa nó xẻ ra nè. Dạ. Tụi nó dọn làm liền. Này, ở trong này bỗng. Bỗng. Hay quá hay. Trăm năm mà không hư luôn. Ồ, ngôi nhà kìa. Ở trong đó kìa. Cái này là bác Năm, sau này bác Năm làm bằng thờ đó, bác Năm làm hả? Đây là hồi gió vậy, hồi xưa vậy, hồi như này. À. Hồi xưa vậy. Dạ. Theo chia sẻ của chú Năm này, trước khi mua nhà của chú á, nó có hai cái miếng liễn nè. Và hai cái miếng liễn này được viết bằng chữ Tàu. Mà cô bác của anh chị mà có biết thì hãy dịch lại cho Bùi Hồ cũng như là cho chú Năm để gõ. Và hai miếng liễn này được chia sẻ của chú là được làm bằng gỗ cây dừa, có giá trị hơn hàng trăm năm. Và đằng sau này là cái bàn. Và cái bàn này được làm bằng đá mài. Và cái kiến trúc của cái bàn là rất là lạ luôn ha. Và bây giờ mời cô bác của anh chị cùng vô theo Bùi Hồ nha. Đây là cái hệ thống thờ nè cô nha. Ồ. Bà đây hả bác Năm? Bà ở kia. Ồ. Ở bà đó. Ồ, cái này là Trời. Ôi ôi. Bà bên đây hả bác Năm? Bác của anh chị thấy được chạm trổ tinh vi không? Bà đâu mất nè.
Bà đây hả? Ôi, còn ông. Hả? Ông đâu? Ông ở tấm này lấy đi thành phố hoài rồi. Ờ. Cái này gỗ gì nha bác Năm? Cẩm. Cẩm à? Cẩm. Trời ơi. Đây là nhà thờ tổ, nơi thờ tự á. Có cái bộ lư này với đặt pháo nè. Bộ lư này bằng gì bác Năm? Kỳ lắm luôn. Là vẽ lưu hồi tôi đem đi xuống với Cần Thơ diễn lãm á. Và trả từ đó phải tôi bán được quá kỹ hơn nhiều thì trả 2 tỷ rưỡi. Ô lưng 2 tỷ rưỡi. Ờ. Trời trời. Ghê lắm à. Bác hả chị mà. Dạ. Bác cũng bác, bác hả chị. Ờ. Thế chị nó mẹ bác nó cứng. Ừ, giờ bác hả chị. Là trả 2 tỷ rưỡi là lâu lắm hả bác Năm? Lâu lắm rồi. Dạ. Còn cắm mà mặt lưu nu. Cắm mặt nu. Ừ. Còn cái này là cái bộ lưng này của ông ngày xưa giờ luôn. Ở bên Tạng qua. Bên Tạng đâu qua? Bằng 400 năm đó. 400 năm? Ừ. Rồi rồi. Tôi năm đại, tôi là đại thứ năm rồi mà tôi còn 70 tuổi rồi. Dạ. Còn này. Là bác Năm ở trong nhà này luôn? Ờ, tôi ở đây rồi nãy giờ. Cái này bên Tàu không hẳn gì chứ, anh em gì cứ qua đây hết, ông trở qua luôn. Ừ. Hình con kỳ lân. À, nó quý rồi. Ừ. Mấy trăm năm không? 400 năm. 400 năm. Năm. Ở dưới là có 2 con rồng. Anh ra thì đó, ở dưới Cần Thơ năm đó trả tôi, bây giờ tôi bán được, có xài. Thôi để làm cổ quý. Hả? Để làm cổ. Bởi vì mình không tiền mà ngang. À. Tốt tiền đó. Dạ. Bác Năm cho phép thì con mới dám được quay. Bác Năm cho phép con mới dám quay á. Ờ, thì dạ. Để nó quay. Dạ, còn con này sau là cái chữ gì hả bác Năm? Hả? Ông này sau này nè. Cái này cũng có bàn thờ. À, bàn thờ. Rồi ôi. Ba chữ đó, ba xin tạo là trái một phải. Là gì bác Năm? Trái một phải, người cúng gì hiện tại người vừa cấm. À. Quá cảm ơn luôn. Ba chữ tới vậy. Cũng như mình cúng đây mình phải đứng đây. Đang mà cái người ăn có sai mình lấy thì lấy kia đó. Cũng như bây giờ mình đã khách á thì. Dạ. Là tới như phải. Dạ. Rồi con cảm ơn bác Năm nhiều ha. Cái cánh kia kìa. Trời ơi. Ờ cái cửa. Cửa đi vào á. Đúng quá cổ luôn kìa. Cái là ngô kìa. Ờ rồi. Bốn bốn tấm kiến mà mẹ tôi làm 7 anh 8 rồi. Ồ. Ủa chứ. Trời ơi. Đúng là nhà cổ, nhà này được lập bằng ngói âm dương nha cô bác anh chị. Ừ. Nhìn cái kiến trúc một cái hết hồn luôn. Có cái hình này vào chưa giờ luôn. Trời ơi. Phải xài cả 100 năm nữa. Trời ơi. Cái hình đó không là cả 100 năm rồi. Ờ. Ở dưới đó là gì hả bác Năm? Nào. Cái này nè. Ở cái đó cũng là cái lạnh tỷ cho tôi không biết cái này là gì. Dạ. Quá cổ. Có lẽ là sẵn một vòng tham quan thì dẫn cô bác anh chị cùng với bác Năm hướng dẫn mình đi tham quan. Và đây là hệ thống chùa của ông bà. Đây là các chữ ở đây được dịch từ Trung Quốc đó nè. Ngay cả những miếng dán nè. Bây giờ hôm nay thì bác Năm đến chùa đây, bác Năm dẫn mình chưa. Nhà bác Năm là được lợp bằng ngói âm dương nha cô bác anh chị. Bắt tay chút xíu này hơn. Cũng ở đây có gian ra để diễn trời. Dạ. Hồi sáng rồi đi. Hồi đó là phải lập ra để nhà cúng thôi khỏi chùa. Mình được quyền quay phim ở trong không bác Năm? Ờ. Quay phim được không bác? Được, chắc được chứ, có gì. Cái này là của người cô ở thành phố. Dạ. Con cái đây là bà lập cái hệ thống, bà làm chùa để bà cúng ở đây luôn ha. Cúng đây lớn tuổi thì cúng nhà khỏi đi chùa. Dạ. Ôi ôi cảnh đẹp quá luôn nè. Đó. Các ông Phật đều đỉnh ở đây hết. Cái này là cái đèn ngày xưa ha. Đèn cúng cao. Đèn đỡ cũng sao hồi cũng sao ngày xưa ha. Trời ơi, nhìn đẹp nè, cô bác anh chị nè. Các chi Phật, hôm nay mình gặp Phật ở đây là cũng là
sự may mắn đó. Là bà cứ là ngày cúng sao là bà cúng bằng đèn này. Còn bà khỏi đi chùa là bà cúng bằng đèn. Đây các vị quan công. Quan công. Đây. Đồ được chạm chạm cổ nè. Đồ tinh vi. Hai thứ lục nè. Đây bà vẽ luôn hả? Mướn ta ở. Mướn bà vẽ à? Mướn vẽ. 12 cửa ngục. Hồi đến đó, cửa 12 đâu? Hồi bên kia nữa. À. Hồi đó bà giải, vừa giải bà đến chùa, chùa sinh rồi bà cho luôn. Bà mới vẽ lại cái. Đây là các hệ thống vẽ để mà dạy một cái tu tập của mình đó. Tu tập đúng rồi. Đó. Và nếu ai mà làm lành thì được dẫn đi nè. Ai thì làm ác thì được cá tha rồi nè. Đó, thấy không? Cắn cua kẹp luôn. Cắn cua kẹp. Còn đây là các đường mà sau khi luân hồi á, mất đi luân hồi thành cua, thành cá, thành tôm, thành gì đó. Và đây là qua hệ thống của các vị phán quan. Lục điện, thất điện, bát điện, cửu điện và thập điện. Thập điện là điện thứ 10 á. Điện thứ 9 đó, điện thứ 6. Ui, chậm quá trời. Bà là theo đạo Phật. Bà theo đạo Phật. Bà cất 10 cái chùa mà. Bà cất 10 cái chùa luôn. Ở đây, chỗ... đây nhất điện nè. Chỗ cái chùa. Nhị điện, tam điện, tự điện. Tứ điện, ngũ điện. À, tội lấy vợ người ta nè. Tội bất hiếu nè. Thấy không? Hay đây là tội trộm cắp nè. Đó. Hay tội gì? Đây tội làm thịt. Tội giặt đồ dưới sông. Không. Tội giặt đồ dưới sông cũng có tội nữa hả? Ừ, giặt đồ dơ đó. À. Tội lấy chai. Đâu? Trời ơi, nấu chảo dầu. Tội bắn chim. quá. Đấy. Bà là thường xây chùa nhưng mà bà muốn cúng thì bà vô đây bà cúng luôn. Sao không vô chùa? Bà không vô chùa. Chùa dưới này như chút nè, dưới này cái chùa, dưới ngoài cả ba chùa rồi. Dạ. Trong kia, chùa Bà Lê á, bên đi biết không, cái chùa Lê. Dạ. Chùa ghi rất chữ á. Bắc năm là vẫn còn thường thắp hương ở đây. Dạ. Là các tượng Phật là âm thỉnh về ra không Bắc nè. Hả? Cái tượng Phật âm thỉnh ở bên Trung Quốc về luôn ha. Ừ, tượng Phật ở đây, ở đây. Ở đây ha. Ừ. Ở đây là thấy tượng này là Phật này Phật Địa Tạng ha. Địa Tạng Chư Bồ Tát. Địa Tạng cái đó một tượng sao lại mấy cái đó một tượng á, tôi cho mượn. Dạ. Một tượng á, mượn như là chùa kinh. Tượng này cũng mấy trăm năm ha, tượng Phật. Ừ, lâu đó. Ồ, cổ á. Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Không á. Nhìn nè, cái kiến trúc của người Hoa, của bác quý anh chị thấy cặp lòng cặp phụng ha. Quá tinh vi. Khéo, làm mấy người đầu này khéo. Quá khéo. Thợ này đâu phải ở đây làm được đâu. Ờ, thợ bắt rồi, người bắt không? Dạ. Hồi xưa, là bà hồi xưa bà mướn về đây. Hồi xưa không có đi mua, mấy cái này không có mua. Mướn thợ về ở đây, nuôi thợ về nuôi vợ con luôn. Nuôi thợ nuôi vợ con luôn. Ờ. Đã đi mấy năm trời mà mới thợ mập là bà mướn không. Như dạ. Cái tủ thờ bển cũng mướn, cũng nó làm luôn. Ở đó nuôi nó mà nuôi vợ con luôn. À, bộ ghế này là chắc có lẽ là hôm nay thì con được sự may mắn, được sự cho phép của Bắc Năm thì con có thể vô viếng ngôi nhà tổ của mình. Để chia sẻ với cô bác quý anh chị về những cái thứ đồ cổ mà ông đã để lại. Một lần nữa thì chắc có lẽ là con xin chân thành cảm ơn Bắc Năm rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn trong nhập họ của Bắc Năm cho con gửi lời chúc sức khỏe và chúc cho Bắc Năm luôn có một cái sức khỏe dồi dào, làm ăn khấm khá và Bắc Năm càng ngày càng khỏe. Hôm nay thì được tình cờ có duyên với Bắc Năm nữa, cũng có duyên với Bắc Năm. Con xin chúc sức khỏe Bắc Năm. Dạ, thì con mạng phép là con đưa cái thứ phim ở trong đây lên trên YouTube có sao Bắc Năm được không? Được chứ. Dạ, con cảm ơn Bắc Năm rất là nhiều. Thưa cô bác coi như có gì. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian chắc có lẽ là mình có duyên với lại chủ nhà cũng như là Bắc Năm ở đây. Thì cái mục đích của mình di chuyển đến đây là chủ yếu là khám phá về cái ngôi nhà cổ của ông bà cụ tá điền Lý Vinh Phong. Và thật là may mắn khi mà mình được Bắc Năm là cháu đời thứ năm của
ông bà để cho mình được viếng thăm ngôi mộ của ông bà, cũng như là tham quan về những kiến trúc độc đáo trong ngôi nhà cổ cũng như là trong cái chùa. Ở đoạn video clip này, Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị về cái kiến trúc độc đáo của người xưa cũng như là các bậc tiền bối trước đây. Và cô bác quý anh chị mà thấy video clip này hay thì đừng quên bấm đăng ký kênh và like cho Bùi Hồ. Đó là động lực cho Bùi Hồ để đi xây dựng những video clip hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.